dapat, Aji 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 Aji dapat, 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 Aji Aji dapat, Aji dapat, Aji dapat, Aji dapat, Aji dapat, Aji dapat, Aji A Di Đà Phật, vừa thả vừa niệm Phật thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thả thả thẳng thẳng cái người đó lên đó. Đổ của con nhiều người đi đường đấy. Ừ đúng rồi, bắt cái ngang, bắt thẳng. Ừ đúng rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À đi nó bên kia. Dạ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ơi có lòng tâm ở trong đó luôn. A Di Đà Phật. À, đạt ra thả không đạt? A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng đến khắp pháp giới khổ nạn chúng sanh, cầu cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, tiêu tai giải nạn. Nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng đến chị Đạt Linh Anh. Nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng đọc lên, con đọc đi. Ông đọc đến hồi hướng cho. Nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho Phật tử. Đọc đi con, đọc đi. Đọc hết rồi. Cùng lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, hồi hướng cho tất cả những sanh linh đã bị các Phật tử trên giết hại, hoặc là vô tình hoặc là cố ý, hưởng được phần lợi lạc, xin xóa bỏ hận thù, khổ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh cực lạc. Hồi hướng đến chư tiên ương linh cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em, vợ chồng con cái trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tiền của các Phật tử trên, đều được cảm ứng pháp lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hồi hướng đến các chư vị thần linh, phong linh, hương linh đang hiện hữu trên sông Sài Gòn này, tất cả đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, chư đại hải chúng, đại từ đại bi phóng quang tiếp độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng